Tôi là Nguyễn Thành Bác đến từ IK Center. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thay thế những IC hai hàng chân, cụ thể là con báo ROM 8 chân trên cái mainboard máy tính như bạn. Chào các bạn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật cơ bản dùng cái mẫu hàng để chúng ta thay thế hoặc tháo lắp những cái linh kiện, cụ thể là những con chip, những IC 8 chân, ví dụ như là MOSFET. MOSFET 8 chân thì thường các bạn gặp nhiều ở laptop hoặc là nguồn LCD. Ở đây là các bạn thấy trên máy đĩa bàn thì có cái con 8 chân này, chính là cái con này là con báo ROM. Thì khi đi làm thực tế các bạn cũng cần gặp những cái trường hợp nên là mình phải tháo và thay những cái con, hoặc là tháo lắp những cái con BIOS ROM như thế này trong trường hợp chúng ta muốn nạp ROM mới cho cái mainboard này. Trong quá trình tháo các bạn hết sức lưu ý cho tôi về cái vị trí chân, vị trí chân. Thì chúng ta quan sát chân trước khi chúng ta tháo, thì chân số 1 các bạn quan sát kỹ thì các bạn thấy ở đây nó có một cái chấm tròn chỗ này, chấm tròn nhỏ chỗ này, nó hơi lõm xuống một xíu. Thì chân này chính là chân số 1, các bạn lưu ý ha. Thì tốt nhất các bạn nên thao tác mình nên quay cái mainboard làm sao cho chân số 1 nó nằm gần người chúng ta nhất và nằm bên tay trái chúng ta ha, để khi tháo và lắp vô nó sẽ dễ dàng hơn ha. Hoặc chúng ta có thể quay ngược lại như thế này thì cũng được, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý đâu là chân số 1 ha. Tôi găm quay gì để ta dễ gấp chẳng hạn ha, thì các bạn cũng phải để ý chân số 1, tức là chân số 1 nằm bên đây ha. Đấy, khi tháo thao thì lắp vô giống vậy. Thì chúng ta không nhất thiết phải dùng máy khò hay các bạn, chúng ta có thể dùng mũi hàng hoặc là máy hàng. Nếu các bạn dùng mũi hàng thì các bạn phải dùng mũi hàng 60W. Ở đây tôi sử dụng máy hàng. Các bạn không cần phải chỉnh nhiệt độ maximum. Chúng tôi ở đây tôi sử dụng nhiệt độ 450. Đầu tiên các bạn sẽ cho ít mỡ. Ít mỡ vào hai cái hàng chân của con ROM này. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cho chì ha. Cho chì. Các bạn sẽ cho chì vào từng hàng chân một. Chúng ta thao tác, chúng ta lưu ý là chúng ta đừng để ảnh hưởng đến những cái linh kiện xung quanh, có thể là mất những linh kiện xung quanh, ví dụ như là tụ điện trở chẳng hạn, nó rất là nhỏ. Các bạn quan sát cho kỹ và các bạn có thể chụp hình chụp hình trước khi chúng ta thao tác để hồi ví dụ mất gì đó chúng ta biết đường mà chúng ta lắp lại. Rồi các bạn phải thao tác cho nó dính cái lượng chì ha, vừa phải ở 8 chân bên đây và 8 chân còn lại phía bên đối diện. Đó, nó phải có chì như thế nha các bạn. Thì chì này nó sẽ giúp cho giữ nhiệt. Đấy, nó giúp cho giữ nhiệt ở giữ nhiệt ha. Rồi. Chúng ta sẽ kết hợp với nhíp ha. Rồi, thì các bạn sẽ ghi nhẹ mỗi hàng ở bên trên, bên dưới, nhẹ thôi, thật nhẹ. Chúng ta không cần phải trà sát nữa. Thì chính cái chì nó bám đó, nó sẽ giúp cho cái linh kiện chúng ta lấy một cách dễ dàng. Vuốt nhẹ những cái chân còn lại. Đấy, rất là đơn giản.
chúng ta đã lấy được Rome Bell 8 chân, những linh kiện có 8 chân ta đều thực hiện được như thế này. Đó, rất là đơn giản. Và không cần phải sử dụng máy khò. Rồi. Sau khi chúng ta lấy rơm ra bên ngoài rồi thì các bạn sẽ phải quan sát quan sát cái vị trí mà chúng ta tháo linh kiện đó. Chúng ta xem coi là tình hình nó như thế nào. Đó. Nhiều trường hợp là thứ nhất là các bạn sẽ là chóc những cái chân, những cái bát, những cái mạch ở trên đây. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 còn nguyên ha. Những linh kiện xung quanh các bạn xem có bị mất gì không. Rồi, ở đây tôi chỉ các bạn một cách để nhận dạng. Đâu là chân số 1 ở trên bo. Nếu các bạn quên. Xung quanh cái đường viền của IC này, rơm này nó có nó bình thường, nhưng ở đây nó có một cái hình vuông, hình chữ nhật nhỏ màu trắng thế này. Thì đó là cho biết đó là cái vị trí mà các bạn cần quay sang bên tay trái ha. Thì cái chân số 1 á, khi mà các bạn quay cái vị trí này sang bên tay trái cho tôi á, thì chân số 1 nó luôn luôn nằm phía dưới. Nè, dưới tức là chân này là chân trung, là chân số 1. Đó, trên bo thì chân này là chân số 1. Thì khi chúng ta lắp IC vào đó thì cái vị trí chân số 1 trên IC nó phải trùng với vị trí chân này. À, và lúc này mình đặt IC lên á, nếu mà đúng á, cái men bo đặt như thế này là giữ nguyên nha. Nhưng mà IC mà mình đặt lên, giả sử mà mình không có để ý cái dấu chấm hoặc không thấy hoặc mờ quá, thì các bạn đọc chữ không bị ngược là đúng. À, thông thường chữ sao không bị ngược là các bạn đặt đúng rồi đó. À. Thì các bạn có thể vệ sinh hoặc là không vệ sinh cũng được. À, cái này không quan trọng lắm. À, vệ sinh cái này cũng được hoặc không, không quan trọng lắm. Tại cái này không cần thiết. Rồi, thì chúng ta sẽ con rơm này thì thông thường chúng ta tháo ra, chúng ta sẽ bỏ vào máy để chúng ta nạp rơm, ta nạp rơm hoặc chúng ta thay rơm khác, vân vân. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy những cái lượng chì, lấy những cái lượng chì còn bám vào những cái chân này để chúng ta coi tình hình chân nó như thế nào. Đấy, các bạn coi cái chân nó có đều không, trong quá trình thao tác nó có bị gãy mất hoặc là cong hay không, chúng ta sửa lại. Phải chỉ như thế này. À. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là khi mình nạp rơm rồi xong rồi đó thì các bạn phải xem coi là cái đâu là chân số 1 để các bạn lắp cho chính xác. À. Như tôi nói các bạn, nó chân số 1 là cái chân mà nó có cái giống chấm tròn. À. Hơi chìm xuống. Hoặc là chữ không bị ngược. À. Để men bo như thế này thì chữ không bị ngược. Bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh. Đây, các bạn thấy ha. Ta vệ sinh cho thấy đây là vị trí số 1, nó có dấu chấm ở đây ha. À, dấu chấm ở đây là các bạn thấy không? Đó, bạn nghiêng qua thấy nè, có dấu chấm rồi. Thì như vậy chúng ta chỉ cần chúng ta để vào đúng vị trí số 1 trên bo là được. Đây. Thì bây giờ lắp vào thì các bạn sẽ canh như thế nào? Ha. Phải canh cho nó thật đều. Thì các bạn đảm bảo rằng là hàng trên và hàng dưới các chân nó phải đều nhau, nó không bị lệch chân. Đấy. Trái phải trên dưới ha. Các bạn canh càng đều thì càng tốt. Rồi, tôi sẽ tiến hành cố định. Tôi sẽ hàn cố định một chân ha, một chân ở một cái ví dụ góc trên bên đây phải của tôi. Hàn cố định một chân ha.
mình hàn cố định một chân để cho mình tiện trong vấn đề chúng ta di chuyển, à, chúng ta chỉnh sửa, đó. Đó. Và hàn một chân thôi. Rồi sau khi mình thấy mà nó đều rồi thì chúng ta tiến hành hàn ở những dây còn lại. Thì các bạn phải cho chì, à, cho chì trong quá trình hàn mình phải cho chì vào. Chúng ta sẽ dùng chì để chấm ít mỡ. Đây, các bạn hàn, các bạn sẽ hàn vào cái vị trí hàn chân mà các bạn không có chân cố định, chân cố định nằm trên thì các bạn hàn dưới nha. Rồi các bạn cứ để chì nó dính như thế, đồng hồ sẽ lấy ra. Đó. Rồi mình sẽ hàn ở hàng trên. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ, nếu các bạn cẩn thận thì các bạn dùng nhíp, các bạn đè cái đè con rơm này xuống để nó bám sát vào cái bo ha. Ví dụ tôi hàn phần bên dưới thì tôi sẽ đè phần bên dưới cùng lúc là bốn chân dưới ha. Mình sẽ dí một hàng vào bốn chân dưới cùng lúc thật nhẹ nhàng. Rồi bốn chân trên đó, mình làm cho nó bám sát cho mình bo, nó không hở chân. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ vuốt chì để các chân nó không chạm, nó vuốt nhẹ nhàng ra. Để vuốt dễ dàng thì các bạn nên cho mỡ vào, ở đây tôi có mỡ sẵn là tôi không cần cho thêm. Các bạn vuốt nhẹ ra. Đó, các bạn quan sát thì các chân nó phải đều, à, sáng bóng ha các bạn, và nó phải ăn chì, tức là nó không được hở chân hoặc là hỏng chân. Đó, thì các bạn có thể quan sát bằng mắt thường. Đây. Đây, bây giờ mình tiến hành mình vệ sinh. Bạn vệ sinh bằng khăn thơm. Các vệ sinh chúng ta quan sát xem là thứ nhất chúng ta có gắn cái con rơm này ngược chiều không, ngược chân không, thứ hai là có chân nào bị hở bị chạm hay không, ha, nó bám xuống bên bo hết chưa. Cái tiếp theo là các bạn quan sát là xem có cái linh kiện nào nó bị chạy chân, mất linh kiện nào xung quanh hay không, tụ điện trở xung quanh có bị mất hay không, ha. Đấy. Này, các chân đã bám đều ha các bạn, đã đều. À. Rồi vừa rồi tôi hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta thay thế cũng như tháo lắp những con IC, những chip 8 chân, à, thì cụ thể là boss drum. Thì chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.